can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the excess feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside. Nói chung là hoàn toàn là đã bị Lâm Dũng với Sài Gòn. Rốt cuộc á, em là người bỏ chị đi lấy trai. Không nghĩ là như vậy luôn. Lấy trai lấy chồng á. Lấy trai là lấy chồng á. Bỏ chị bơ vơ của mình á ha. Nên là chị cũng mong gì đó. Chị mong là hai đứa sống thật là hạnh phúc. Bởi vì lựa chọn á là chỉ là một trong đời thôi. Và Vinh Vinh hào mơ là chính là tụi em ứng xử á. Em nói là em chúc cho hai anh chị luôn luôn hạnh phúc. Có tiền cho em. Có tiền mua cho Hiếu, có gì dẫn Hiếu đi chơi ở khách sạn 5 sao. Đó. Hiếu chỉ mang ngày sau ngày sau lên mát. Lên mát 81 đúng không em? Mát 81 à. Dạ. Sao nữa? Em nói chị là đừng có hung dữ quá. Rồi biết rồi, càng ngày càng hung dữ hơn. Không, càng ngày càng hung hơn, càng có hung dữ hơn nữa. Đừng có đụng đâu là dục đó nha chị. Chúc chị là luôn luôn hạnh phúc. Dù thời gian mình nó có ngán hay là gì đi nữa thì dù có sao đi nữa thì cũng phải hiểu cho nhau rồi. Bên nhau, những khi mà cãi vã thì nên tìm hiểu vì sao đó chứ đừng có tháo rồi lại về ôn lại chị em hiểu không? Ồ hết chứ ôn ai mày. Mà nói chung là thì chị lúc nào cũng quên chứ. Nhưng mà đừng có chồng rồi đừng có quên nữa nha em. Quên ai? Quên cả nhà. Đúng rồi. Sao mà mệt rồi. 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 Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you.